Thưa quý vị và bà con, mỗi năm cứ đến mùa rong mơ, người dân làng biển Nam Trung Bộ lại đổ xô đi khai thác. Thu nhập có thể lên đến vài triệu đồng. Nghề khai thác rong mơ tuy mang lại thu nhập khá, nhưng chẳng phải dễ dàng. Phóng sự được thực hiện tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Một chiếc ghe nhỏ và một bộ đồ lặn đơn giản. Nhưng đó là tất cả cho một chuyến lặn hái rong mơ của gia đình anh Phúc. Với kinh nghiệm 20 năm lặn biển, phải sau 30 phút, anh mới hái đầy một rọ rong mơ ở độ sâu hơn 10 mét. Có nghĩa, để chất đầy ghe, anh Phúc sẽ phải ngâm mình gần như cả ngày dưới biển. Ở làng chạy ra rẹn 5 giờ, lặn tới 11-12 giờ, lặn 24-25 giờ, lặn 2 tẻ được là 1 triệu 6. Cứ bút giỏi thì 20 người lặn thì khoảng 10 giờ, 11 giờ, để trang trải đầy rong mơ lên ghi luôn. Để có ghi bút giỏi thì chạy nhiều sớm, thôi trong ngày ta ăn ngày. Mùa rong mơ bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, nhưng rộ nhất là tháng 6, tháng 7. Mỗi ngày có đến hàng chục chiếc thuyền như anh Phúc đi hái rong. Rong mơ sau khi cập bến sẽ được phơi ngay tại bờ biển để đảm bảo chất lượng. Nên đến mùa, nhiều gia đình lại dựng lều mưu sinh ngay bên bờ biển. Ăn Tết xong là cỡ tháng 2, tháng 3 là xuống lều mía tới tháng 7, tháng 8 bây giờ. Chứ đi thì nó có bãi rồi, nó có chỗ chi ở rồi mình ở, khỏi lên xuống xe xôi á. Cũng vì cái tiền mình làm chứ cũng cực lắm em mà, nắng lắm. Thì bây giờ ngờ đây thì ngờ kia thì không có, bây giờ mình mộ ngờ đây mình lên mình làm. Nghề biển tiềm ẩn nhiều mối nguy, nhưng vì sinh kế, ngư dân không thể tách rời khỏi biển. Bởi với họ, biển là nhà.